Xem tử vi tháng 3 năm 2023 âm lịch cho người tuổi Tý, khơi thông bể tắc, thích hợp để cầu danh cầu lợi. Xem tử vi tháng 3 âm lịch của người tuổi Tý thấy rằng, cục diện tam hợp thái tuế báo hiệu tháng mới đầy sự khởi sắc đối với con giáp này. Những chủ chuột dễ dàng khơi thông những bể tắc, cũng biết phát huy nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể. Mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa và có ít sự căng thẳng. Tử vi tháng 3 âm lịch này, công việc được dự báo rất hanh thông. Tháng này thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tháng bình thân, người tuổi Tỵ có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược. Đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này. Người tuổi Tỵ còn đón thêm tin vui ở phương diện tiền bạc. Đồng thời, tháng này rất phù hợp để hợp tác làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh khỏi. Bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Vận trình tình cảm trong tháng này của người tuổi Tỵ khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở rộng đón nhận sự theo đuổi của người khác phải. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai. Về phương diện sức khỏe vào tháng 3 âm lịch, thấy rằng người tuổi Tỵ duy trì được thể trạng khá tốt. Cuộc sống không phải lao tâm khổ tử về những ảnh hưởng trong công việc, nên không thể nào ảnh hưởng tới tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để kịp thời theo dõi. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng bình thân, người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể mở mày mở mặt và tự hào với những thành tích mà mình đạt được ở phương diện sự nghiệp. Công việc tiến triển khả quan, gần như không có vấn đề nào có thể làm khó được con giáp này. Đây là tháng có sự xuất hiện của cục diện tam hợp. Thêm vào đó có chính quan độ mệnh, người tuổi Tỵ cảm nhận rõ vận trình của mình có thể có nhiều sự khởi sắc. Những chủ chuột dễ dàng khơi thông bể tắc. Ngay cả những vấn đề chưa tìm được giải pháp trước đó thì nay cũng tìm ra sáng kiến kịp thời nhờ vào đầu óc nhanh nhạy của bản thân. Tháng này, người tuổi Tỵ có quý nhân tương trợ, làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái không ít những thành tựu. Bản mệnh cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể. Vừa góp phần cho sự tiến trình trong công việc, lại giúp cho bản thân ghi điểm trong mắt cấp trên. Chắc chắn những màn biểu hiện này, bạn cũng sẽ được lãnh đạo nhìn nhận ở mức cao hơn trước. Thêm vào đó có nguyệt lệnh làm thay, người tuổi Tỵ có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho người tuổi Tỵ. Nếu có ý định đầu tư hay cầu danh cầu lợi, bạn có thể tranh thủ tiến hành ngay trong tháng này, kết quả đạt được hứa hẹn sẽ rất khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều các tên, sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ tuy không gây ra hậu quả quá lớn, nhưng bản mệnh cũng trở nên chủ quan, kẻo vô vàng những rắc rối có thể kéo tới về sau. Hung tinh này có thể gây ra họa tiểu nhân, đấu đá cạnh tranh bẩn, do đó làm gì cũng nên thận trọng, tỉnh toán trước sau, đừng quên giữ thái độ dị hòa dị quỷ, thắng không kêu, bại không nản để tránh rước họa vào thân. 2. Luận về phương diện tài chính. Cùng với những tin vui trong phương diện sự nghiệp, thì những chú chuột cũng có một tháng vượng tài vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều đổ về tuổi đều đặn. Dù làm ở nghề hay lĩnh vực nào thì con giáp này có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập của mình.
Nhờ có quý nhân tam hợp đưa đường chỉ lỗi nên người tuổi Tỵ thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy, và hầu hết đối phương đều là người có thực lực kinh tế, đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều. Hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn kinh doanh, ký kết hợp đồng mới. Người tuổi Tỵ cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng nhắc nhở những chú chuột làm ăn muốn lâu dài và bền vững thì nên đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đường tắt kẻo lợi bất cập hại. Trong những hạng mục mà còn nhấp này vẫn chỉ là tài mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cũng không nên quá liều lĩnh. Tốt nhất, người tuổi Tỵ chỉ nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì tỷ lệ rủi ro sẽ là rất cao. Ra ngoài, khi nhìn thấy có dấu hiệu sinh lời thì có thể rút lợi nhuận ngay để có thể hạn chế những rủi ro không đáng có. Buôn bán cũng khó tránh khỏi những sự cạnh tranh, làm ăn cần giấy trắng mực đen cho chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung thời gian này không có nhiều cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại tài chính chi giả nên những chú chuột muốn gì thì làm nấy, không ai ngăn được. Bạn cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc, làm mới bản thân và cũng tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Vận đào hoa của những chú chuột khởi sắc mạnh mẽ vào tháng Bính Thìn này nhờ tam hợp đứng bóng. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho nhân duyên, bản mệnh đi đâu, làm gì cũng được chào đón và quý mến. Không những công việc thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng hứa hẹn vô cùng. Với người độc thân, nhân duyên khắc giới tốt lành, tình cảm phong lưu cũng là điều để bạn mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác phải. Tháng này, nếu bạn chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội tìm thấy một nửa ưng ý theo đó cũng nhiều hơn. Các cặp đôi đang yêu khó tránh khỏi những lúc cãi vã giận hơn, nhưng tình hình không quá nghiêm trọng. Dù vậy, cả hai cũng không nên để tình trạng đó lặp đi lặp lại kẻo rất khó kiểm soát. Đôi khi còn những sự nghi ngờ giữa cả hai, cần thêm vững tin vào đối phương thì tình yêu mới lâu bền. Tháng này nguyệt lệnh làm thai nên cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch sinh con. Gia đạo có thêm người thêm của, không khí đầm ấm yên vui cũng sẽ tạo động lực cho người tuổi Tỵ cố gắng nhiều hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng Bính Thìn, sức khỏe của người tuổi Tỵ nhìn chung vẫn duy trì được thể trạng khá tốt. Cuộc sống không phải lao tâm khổ tử gì nhiều nên không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Người đau ốm chóng khỏi, bình phục sức khỏe, người khỏe mạnh càng thêm cường tráng yêu đời. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Có điều, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang điềm báo về tai nạn bất ngờ. Khi xuất hành đi xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong tháng này, kẻo vào vấp, ngã quỵ, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Mậu Tỵ, sinh năm 1948. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, có thể nở mày nở mặt và tự hào với những thành tích đạt được. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 2. Tuổi Canh Tỵ, sinh năm 1960, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể ghi điểm với cấp trên. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu xám, màu bạc. 3. Tuổi Nhâm Tỵ, sinh năm 1972, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, có một tháng vượng tài vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thân,
tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh da trời. 4. Tuổi Giáp Tỵ, sinh năm 1984, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: đón cơ hội tốt cho nhân duyên, đi đâu làm gì cũng được chào đón và quý mến. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh dương. 5. Tuổi Bính Tỵ, sinh năm 1996, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tử. Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu ghi, màu vàng kim. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Sửu. Đầy rẫy những khó khăn, chịu nhiều tác động bất lợi. Bước sang tháng 3 âm lịch cho thấy người tuổi Sửu phải chịu những tác động bất lợi khá rõ trong vận trình của mình do cục diện phá thái tuế gây ra. Công việc đầy rẫy những khó khăn, việc mới, việc cũ chất chồng. Bước sang tháng Bính Thìn, người tuổi Sửu chịu nhiều tác động bất lợi khá rõ ràng. Sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào, nếu như những chú trâu không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sẽ trở tay không kịp. Công việc đầy rẫy khó khăn, việc mới, việc cũ chất chồng. Hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để những chú trâu tiến hành những kế hoạch lớn của mình bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh. Tài lộc trong tháng không tốt cho lắm, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới nguồn thu nhập. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng trở nên vội vàng làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là gặp thời, vận khí giảm sút nên không có lợi cho việc làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Bù lại, tháng này có sao Thái Âm trợ mệnh, đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà con đường tình cảm có phần hành thông thuận lợi hơn. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình, có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương. Về phương diện sức khỏe, tuy tình hình không có gì đáng lo ngại cho lắm, nhưng người tuổi Sửu cũng cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Công việc bận rộn lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến bạn gặp tâm trạng căng thẳng. Còn Giáp này nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Sửu qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Bính Thìn, người tuổi Sửu nếu đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến thì rất tiếc đây là tháng cơ hội vẫn chưa tìm đến với bạn. Chẳng những như vậy, những khó khăn dồn tới khiến bạn phải chịu nhiều áp lực. Cục diện tương phá án ngữ khiến vận trình sự nghiệp ảm đạm, dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều, nhưng khó tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Không phải bạn không có năng lực, song trong tháng có quá nhiều trở ngại, tiểu nhân rình rập sẽ ngăn cản những bước phát triển của con giáp này. Quá trình làm việc gặp nhiều bất lợi, khối lượng công việc dồn đến khi việc mới, việc cũ chất chồng. Vốn là con giáp làm việc có nguyên tắc riêng, nhưng hệ thống mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan. Tháng này còn có thêm thương quan ảnh hưởng, đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ từ đối thủ mà còn ngay cả đồng nghiệp bên cạnh.
Sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào, nếu không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bạn có thể sẽ phải trở tay không kịp. Nhất là trong những mối quan hệ nơi công sở, bạn trở nên chia sẻ bí mật công việc quá dễ dàng, kẻo nó có thể trở thành điều bất lợi với bạn. Khi cơ hội được trao như nhau, ngay cả những đồng nghiệp thân thiết cũng có thể trở thành đối thủ. Bạn nên cố gắng giữ khoảng cách hợp lý để tự bảo vệ bản thân. Điểm sáng là có sự xuất hiện của Thái Âm mang tới điềm báo quý nhân của bạn trong tháng này, đa phần là nữ mệnh. Đó có thể là trưởng bối trong nhà, cấp trên, khách hàng hay bạn bè. Người tuổi Sửu có thể chú ý hơn tới những đối tượng như vậy trong cuộc sống thường ngày và lắng nghe những góp ý của đối phương, biết đâu sẽ rất hữu dụng ở thời điểm này. Tháng 3 âm lịch mang lại những điều thách thức, tuy nhiên cũng đừng nên quá lo lắng, hãy coi như đây là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh, khả năng thích nghi của mình. Nguyệt lệnh làm dưỡng ẩn tàng những tín hiệu tích cực nhất định. Chỉ cần không đầu hàng trước sóng gió, luôn nỗ lực vươn về phía trước, bạn hoàn toàn có khả năng xoay chuyển tình thế. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng 3 âm lịch cho biết, tài lộc của người tuổi Sửu cũng không được lý tưởng như mong muốn, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới nguồn thu nhập. Tương phả khiến cho các mối quan hệ làm ăn gặp nhiều trục trặc. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị khách hàng sẽ chịu nhiều tác động mạnh mẽ nhất. Những hợp đồng khó có được ký kết suôn sẻ, thậm chí còn xảy ra tình trạng bị đối thủ cướp đoạt mối làm ăn hoặc giở trò chơi xấu, hạ bệ danh tiếng. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng trở nên vội vàng, làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là gặp thời. Nếu hiện tại gặp khó khăn thì nên kiên trì làm việc chăm chỉ, đợi tới đúng thời điểm, vận khí ắt sẽ phất lên. Tháng này vận khí sa sút nên không có lợi cho việc làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Bạn tốt nhất nên làm mọi việc trong khả năng, duy trì quy mô vừa phải để có thể kiểm soát trong mọi tình huống, thay vì làm ồ ạt, tham cái lợi trước mắt sẽ có nguy cơ ngã đau. Còn giáp này còn đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh, dù không muốn làm chi nhưng chẳng thể nào không bỏ tiền ra. Những vấn đề về sinh hoạt thường ngày không thể thay đổi, nhưng bạn có thể tập trung vào tích lũy nhiều hơn để luôn có khoản dự phòng cho bản thân khi cần. Đừng làm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nguyệt lệnh làm đất dưỡng có thể coi là một tín hiệu tích cực báo hiệu cho những khởi sắc sắp tới, tuy nhiên còn khá yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ vội nóng lòng kẻo hỏng việc. Người tuổi Sửu làm gì cũng nên thận trọng, dồn hết tâm huyết, thu nhập sẽ dần được cải thiện. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Sau những sóng gió trong sự nghiệp và tài chính, thì tháng 3 âm lịch này lại báo hiệu những tín hiệu tích cực về phương diện tình cảm như một sự bù đắp tinh thần ít nhiều cho con giáp này. Theo đó, tháng 3 có sao Thái Âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thể mà con đường tình duyên có phần hành thông thuận lợi hơn. Dù là người độc thân hay đã có đôi cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình và có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương. Người độc thân nên có sự rõ ràng trong mối quan hệ khác giới. Dù đào hoa mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ và làm quen, nhưng nếu bạn đứng nỗi này trong nỗi nọ thì rất dễ rơi vào cảnh ngày lắm mỗi tối nằm không. Vì thế những chú trâu nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái không xảy ra mâu thuẫn nào quá gay gắt, có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ nhanh chóng được giải quyết triệt để. Nguyệt lệnh làm dưỡng cũng giúp nuôi dưỡng tình yêu của các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu. Hai bạn có thêm nhiều khoảng thời gian gắn kết và hiểu nhau nhiều hơn. Mối quan hệ nhờ vậy cũng được củng cố vững chắc hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe.
Bước sang tháng 3 âm lịch này, sức khỏe của những chú trâu không có gì đáng lo ngại. Bệnh nặng không có, thể trạng được duy trì chỉ số ổn định. Tuy nhiên, bạn có thể gặp một vài triệu chứng khó chịu do lo nghĩ về công việc. Thời gian này vì áp lực công việc mà bản mệnh dễ bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Để cải thiện vấn đề này, ban ngày bản mệnh nên vận động nhiều hơn, buổi tối mới có thể ngủ ngon, giấc được. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần nhiều hơn. Tuy công việc có bận rộn, lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Nhưng chỉ cần suy nghĩ lạc quan hơn, tự tin thì mọi việc mới suôn sẻ, thuận lợi. Đừng bao giờ tạo thêm áp lực cho mình. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Sửu vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, chịu nhiều áp lực do khó khăn dồn đến, có ít cơ hội để khẳng định bản thân. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu cà phê, màu vàng. 2. Tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, sinh năm 1961, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, không nên tiến hành những kế hoạch lớn, có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xám. 3. Tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, sinh năm 1973, nam sao Vân Hởn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Các mối quan hệ làm ăn gặp nhiều trục trặc, đề phòng đối thủ cướp đoạt công sức. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, mệnh kim, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, đào hoa nở rộ, đường tình duyên có phần hanh thông thuận lợi hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Dân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng kim. 5. Tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, mệnh thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn, tránh tự tạo áp lực. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu tím, màu nâu. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của tuổi Dần, tiến bước đều đặn, đạt được mục tiêu đã đề ra. Tháng này, người tuổi Dần có những bước tiến đều đặn, càng làm càng đạt thành tích cao, hứa hẹn những kết quả khiến người khác phải trầm trồ, thán phục. Được cả cục diện tam hội và nguyệt lệnh làm trường sinh ủng hộ, những chủ hộ dễ dàng đạt được mục tiêu của mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mọi hành động và đó chính là chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng tiến trong thời điểm này là rất tốt. Con đường tài lộc của người tuổi Dần cũng khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp cho con giáp này có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu phượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng mới. Tháng 3 âm lịch là lúc những chủ hộ sẽ thấy được những chuyển biến tích cực ở con đường tình duyên. Bản mệnh cảm thấy vui sướng, hạnh phúc khi có người mình yêu hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người bên bầu bạn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là một vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, sao dịch mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tháng, bạn nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Dần qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Bính Thìn, công danh sự nghiệp của những chủ hộ đang trên đà thăng tiến. Các tinh đến từ nguyệt lệnh trường sinh và cục diện tam hội thái tuế sẽ hỗ trợ bạn tự tin theo đuổi và sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.
Bản mệnh có thể sẽ được tạo điều kiện để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tha hồ phát huy thế mạnh. Bên cạnh cũng sẽ luôn có người, đồng cấp, quỹ nhân tương trợ kịp thời. Các nhiệm vụ được giao hầu hết đều hoàn thành đúng tiến độ, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cấp trên. Có điều, sự chủ động sẽ giúp bản mệnh dễ đạt được thành công hơn là chờ đợi thời cơ tới. Còn giáp này cũng khá linh hoạt, sẵn sàng làm mới bản thân trong các vấn đề cần có sự thích ứng với từng hoàn cảnh. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn và đó chính là chìa khóa để chạm tay tới thành công. Do đó khả năng thăng tiến trong thời điểm này là rất lớn. Đôi khi vẫn có những khó khăn nhất định nhưng đều được giải quyết một cách thuận lợi, không vấp phải những trở lực quá lớn. Công việc có nhiều thời điểm khiến bạn phải tất bật cả ngày nhưng lại không cảm thấy áp lực hay mệt mỏi. Trái lại, tinh thần làm việc ngày càng hăng say, nhiệt tình, cống hiến và luôn tiên phong trong các hoạt động tập thể. Nhìn chung, tháng Bính Thìn, người tuổi Dần có những bước tiến đều đặn, càng làm càng đạt thành tích cao, hứa hẹn những kết quả khiến người khác phải trầm trồ và thán phục. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng 3 âm lịch, cục diện tam hội che chở, con đường kiếm tiền làm giàu của những chủ hộ trở nên dễ dàng hơn đôi chút. Với người làm công ăn lương, những thành tựu trong sự nghiệp giúp bản mệnh có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhịn hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Tuy nhiên, để đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về tài lộc thì có vẻ thời điểm này bản mệnh vẫn chưa có động thái gì rõ ràng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu phượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm nhiều tầng lớp khách hàng mới. Trong cuộc sống thường ngày, các chi phí phát sinh không phải là ít, tuy nhiên cũng nhờ tiềm lực kinh tế khá, bản mệnh cũng không cần phải quá đắn đo hay suy nghĩ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực đầu tư, thời gian này bạn vẫn chỉ nên tập trung vào các hạng mục có quy mô vừa và nhỏ, tránh những dự án lớn mang tính mạo hiểm cao, trở nên ôm tâm lý ăn liều mà ăn nhiều. Hãy bắt đầu từ từ, chậm nhưng chắc, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Ở phương diện tình cảm thì tháng 3 âm lịch này, người tuổi Dần sẽ cảm nhận rõ sự chuyển biến tích cực ở con đường tình duyên của mình. Với các cặp đôi, cảm thấy sung sướng, hạnh phúc khi có người mình yêu hiểu mình. Ngay cả những mâu thuẫn, cãi vã trước đó cũng được giải quyết một cách nhanh chóng. Trong các quyết định quan trọng, cả hai luôn có sự đồng thuận, ủng hộ từ đối phương. Gia đạo êm ấm, gia đình chính là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần cho bản mệnh trong mọi hành trình. Đôi khi giữa các thành viên còn có một vài khúc mắc do quan điểm trái ngược hoặc khoảng cách thế hệ gây ra. Nhưng những lúc như vậy cần ngồi lại nói chuyện thì vấn đề mới được tháo gỡ. Vận đào hoa của người độc thân cũng tăng mạnh, rất có lợi cho việc tìm kiếm một nửa yêu thương và thật sự nhiều người được xe duyên ngay trong tháng này. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, tình hình sức khỏe của người tuổi Dần vào thời điểm này không có gì nghiêm trọng. Có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Tuy nhiên, có nhiều khi vì công việc bận rộn mà bản mệnh ít vận động, dần khiến cơ thể trở nên ì ạch và có thể kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vấn đề luyện tập thể thao hàng ngày vô cùng cần thiết, bạn trở nên coi nhẹ. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng đừng ngồi lâu một chỗ, thi thoảng đứng dậy vận động nhẹ nhàng cũng là cách có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, sao dịch mã cho thấy có nhiều sự di chuyển trong tháng, bạn nên chú ý an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Canh Dần, sinh năm 1950, mệnh mộc, nam sao thổ tủ, nữ sao vân hẳn, khẩu quyết. Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, sớm đạt được mục tiêu đã đề ra. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Ngọ,
tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá cây. 2. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, mệnh Kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, được tạo điều kiện để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. 3. Tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, mệnh Thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, con đường kiếm tiền, làm giàu trở nên dễ đi hơn đôi chút. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, mệnh Hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết, đón nhận chuyển biến tích cực trong con đường tình cảm. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh da trời. 5. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, mệnh Thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, vấn đề luyện tập thể thao hàng ngày vô cùng cần thiết. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lam. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mão, trước nghịch sao thuận, càng về cuối tháng càng tốt đẹp. Tử vi tháng 3 âm lịch cho biết những chú mèo được dự đoán trước nghịch sao thuận, đầu tháng gặp những khó khăn nhất định, nhưng càng về cuối tháng mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp nhờ vào chính sự nỗ lực của bản mệnh. Tháng 3 âm lịch tức tháng Bính Thìn, người tuổi Mão được dự đoán trước nghịch sao thuận. Tương hại cục xuất hiện khiến cho con đường công danh sự nghiệp sẽ gặp nhiều trở ngại. Con giáp này trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt, nhưng đi kèm với đó là sự mạo hiểm thách thức. Những chú mèo cần phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu, phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu. Rất may là sau những bỡ ngỡ ban đầu, bạn lấy lại được nhịp độ khá nhanh. Đây cũng là lúc mà con giáp này tự tay xoay chuyển vận mệnh trong tháng. Tháng này có Thái Dương các tinh trợ mệnh sẽ giúp cho người tuổi Mão nhanh chóng cải thiện được mọi mặt. Dù hiện tại còn khó khăn, ngăn trở, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy dành thời gian để học hỏi nhiều điều để dần cải thiện chất lượng công việc của mình. Ở phương diện tài lộc, người tuổi Mão vẫn chỉ có thể dựa vào nguồn thu từ công việc chính, thứ tài không có nhiều. Bạn cũng nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc của cải, kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa tới. Tình cảm duy trì ở mức hài hòa, người độc thân vượng nhân duyên khác giới nhờ thiên diêu và mộc dục dẫn đường chỉ lỗi, đặc biệt là nam mệnh. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực chủ động hơn rất nhiều và lưu ý không nên có suy nghĩ đứng nỗi này mà trong nỗi nọ. Sức khỏe của những chú mèo cần phải chú ý ăn uống một cách khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp những vấn đề nào bất lợi. Khi gặp tình trạng chết do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu ngày. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mão qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Bính Thìn, con đường sự nghiệp sẽ có không ít những thách thức chờ đón con giáp này, nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Quan trọng là bản mệnh có đủ bản lĩnh để đương đầu với sóng gió hay không, sau đó mới có thể tận dụng được cơ hội. Trong tháng 3 âm lịch, vấp phải cục diện tương hại thái tuế, con giáp này khó phát huy năng lực vốn có của mình khi gặp những cản trở trong quá trình làm việc. Bạn những tưởng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm mới phát hiện ra không đơn giản như vậy. Có thời điểm
Người tuổi Mão trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt, nhưng đi kèm với đó là sự mạo hiểm và thách thức. Bạn còn phải thường xuyên dè chừng các mối quan hệ xung quanh, những ánh mắt nhòm ngó, soi ngói từ đối thủ, tâm lý khá căng thẳng. Rất may, tháng này có sự xuất hiện của nhiều các tên như Thiên Ấn, Nguyệt Mã, đặc biệt là sao Thái Dương sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện tình hình, giành lấy thế chủ động. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, người tuổi Mão lấy lại nhịp độ khá nhanh. Đây cũng là lúc con giáp này tự xoay chuyển vận mệnh của mình. Chỉ cần con giáp này giữ sự bình tĩnh để biết được thế mạnh nằm ở đâu, phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu, thì chắc chắn sẽ tìm được hướng đi phù hợp đón đầu xu thế. Dù hiện tại còn khó khăn ngăn trở, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy dành thời gian để học hỏi nhiều điều, dần cải thiện chất lượng công việc của mình. Các tinh Thái Dương còn cho thấy, Nam Mạng trong tháng 3 âm lịch sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Quý nhân của bản mệnh cũng chủ yếu là người nam giới lớn tuổi. Hãy lưu ý để ý để không bỏ lỡ mất cơ hội gặp gỡ quý nhân. Nhìn chung vận trình trong tháng trước nghịch sau thuận, đầu tháng gặp những khó khăn nhất định, nhưng càng về cuối tháng mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn nhờ vào sự nỗ lực của bản thân. 2. Luận về phương diện tài chính. Tài lộc của người tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch được dự đoán không có quá nhiều đột phá. Ở thời điểm này, nếu có thể duy trì tình hình ổn định, tập trung vào tích lũy cũng được coi là tín hiệu tích cực. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa tới. Tháng 3 âm lịch, thu nhập của bạn chủ yếu vẫn đến từ công việc chính, thứ tài không có nhiều, do đó bạn nên tập trung làm việc, nhất là những công việc trong thời điểm này đang có sự bấp bênh. Những nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ đem tới kết quả xứng đáng. Tương hại án ngữ, họa phá tài cũng dễ dàng xảy đến nếu không gặp những vấp phải những chiêu trò cạnh tranh bẩn, hãm hại từ đối thủ. Cho dù sao Thái Dương giúp bạn giảm áp lực, bớt sự nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ mọi nguy cơ. Bạn nên thận trọng trong những quyết định đầu tư kinh doanh. Tốt nhất trong thời điểm này đừng vội khởi nghiệp, nên dành tới lúc các khí vượng hơn để nắm bắt phần thắng trong tay. Ngoài ra, người tuổi Mão được khuyên nên thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền, kẻo phát sinh tranh chấp lừa lọc. Tuyệt đối tránh lấy danh nghĩa bản thân đứng ra thế chấp lấy tiền cho người khác vay. Đừng vì tình cảm mà cả nể, cuối cùng không chỉ mất tiền mà mất cả tình bạn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng Bình Thìn, người tuổi Mão có cả hai các tinh Mộc Dục và Thiên Diêu chỉ đường dẫn lối. Nhân duyên các giới vượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Đặc biệt, Thái Dương còn cho thấy nam mệnh được dự đoán sẽ có đào hoa nhỉnh hơn nữ mệnh. Bạn có thể dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới với những đặc điểm nổi bật về ngoại hình, tính cách của mình. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực chủ động hơn rất nhiều và lưu ý không nên có những suy nghĩ đứng nỗi này trong nỗi nọ hay vội vã quá mức. Người đã lập gia đình lại cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, bởi tháng này bạn sẽ có nhiều mối quan hệ xã giao khó từ chối. Nếu có liên quan tới công việc thì tốt nhất nên giữ đúng nguyên tắc và phân biệt rạch ròi từ đầu để tránh gây sự hiểu lầm. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe trong tháng này chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp bất cứ vấn đề nào. Ngoài ra, công việc bận rộn cũng dễ khiến bạn rơi vào tình trạng lao lực, bồn bà vất vả. Khi gặp phải tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì dồn nén quá lâu. Bạn có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể bằng con đường dinh dưỡng hoặc dùng thêm thuốc bổ, nhưng cũng trở nên lạm dụng và còn được tư vấn bởi bác sĩ. Rèn luyện thể dục thể thao đều đặn cũng là cách nâng cao sức khỏe một cách hiệu quả. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau.
1. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951, mệnh Mộc, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, khó phát huy năng lực vốn có khi gặp cản trở trong quá trình làm việc. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh da trời. 2. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, mệnh Kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, dù hiện tại còn khó khăn ngăn trở nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh lá cây. 3. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh Thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, tập trung vào tích lũy. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu vàng. 4. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh Hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, nhân duyên khắc giới vượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu tím, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, mệnh Thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, nên tìm cách giải tỏa tinh thần khi gặp phải chết thay vì để dồn nén quá lâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá cây. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thìn. Có hung có cát, trạng thái tâm lý không vững. Thản bình thình, những chú gông sẽ gặp cục diện bản cát bản hung. Có các tinh trợ mệnh nhưng bên cạnh đó vẫn có hung tinh rình rập, điều đó đòi hỏi con giáp này làm gì cũng phải tính toán trước sau, cân nhắc thiệt hơn trước khi hành động. Tháng 3 âm lịch cục diện tự hình gây ra nhiều vận khí không các lợi, công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững. Tuy nhiên lại có nguyệt lệnh quan đới trợ con đường quan lộc sự nghiệp có những biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tình chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên, vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những sự lựa chọn quyết định sai lầm khiến cho túi tiền mất mát hao tổn. Chuyện tình cảm vào tháng bình thân không quá tốt cũng chẳng quá xấu, cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ này. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân trở nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình. Ở phương diện sức khỏe cũng có phần phải chú ý, bởi có thiên nguyệt chủ đau ốm ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thìn qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy phương diện sự nghiệp của những chú rồng chịu tác động khá lớn từ tự hình thái tuế. Tâm trạng bí bách, suy nghĩ bế tắc ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc, bạn có thể thấy liên tục gặp trở ngại hoặc chuyện xui xẻo đeo bám. Tinh thần bất ổn khiến bản mệnh khó mà kiểm soát cảm xúc, có xu hướng gây gỗ với người khác. Đôi khi chỉ vì những cuộc trao đổi công việc nhưng có thể trở thành tranh luận gay gắt khi hai bên có quan điểm nhìn nhận trái chiều, từ đó khó tránh khỏi hòa thị phi. Thêm nữa, hung tinh thái tuế còn khiến cho cái tôi của bạn đẩy lên mức cao nhất. Bạn thường thích hành động một mình, không thích bị người khác can thiệp. Thậm chí còn có lúc bạn còn tự đặt ra những suy nghĩ cho mọi người xung quanh.
nội bộ tập thể lục đục, không khí tại môi trường làm việc căng thẳng, bản mệnh cũng chẳng được yên ổn mà hoàn thành công việc. Theo đó, làm gì thì người tuổi Thìn cũng cần phải có thái độ khiêm nhường, lễ độ, đừng để thói quen kiêu căng và sự độc đoán làm rào cản ngăn tiến bước bạn thành công lớn. Bù lại, nguyệt lệnh tháng này rơi vào đất quan đới sẽ có nhiều tín hiệu tích cực cho con đường quan lộc của những chú rồng. Sự nghiệp báo hiệu có nhiều chuyển biến hy vọng, cần phải tận dụng thời cơ để đạt được mục tiêu cho mình nhanh chóng có thể. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Tuy nhiên, vận khí cũng còn khá yếu ớt, bạn trở nên suy nghĩ quá lý tưởng khi mới chỉ gặp được chút may mắn. Mọi thứ phía trước còn rất nhiều thử thách. Sự việc sẽ đi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực còn tùy thuộc vào cách mà con giáp này xử lý vấn đề. Hãy coi những bấp bênh mà tự hình gây ra là một sự rèn luyện cho tiền đồ tương lai. Thông qua đó, bạn cũng sẽ có cơ hội để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, cũng như vượt qua những nghi hoặc về khả năng của mình. Càng về cuối tháng, tinh thần làm việc càng hăng say, bạn dễ dàng tập trung làm việc và đạt hiệu quả cao, bù cho thời gian sao nhãng hồi đầu tháng. 2. Luận về phương diện tài chính. Con đường tài lộc của những chú rồng nhờ có thực thần đứng bổng, dự báo có cơ hội thăng tiến. Chủ yếu là thuận lợi ở mặt kiếm thêm bên ngoài. Bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tự hình khiến cho vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những sự lựa chọn quyết định sai lầm khiến cho tiền bạc mất mát hao tổn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh nên hạn chế đầu tư các hạng mục mạo hiểm, đồng thời tránh xa cờ bạc đỏ đen. Không làm thì thôi, đã làm thì phải nghiêm túc và kiên trì, chấm dứt ngay tâm lý, ăn sỏi ở thì một cách nhất thời, làm gì cũng cần phải đảm bảo sự chắc chắn và lâu dài. Nếu tham gia bàn bạc hợp tác làm ăn, bạn nên giữ thái độ mềm mỏng hơn để dễ dàng tiếp cận khách hàng. Dù phải chịu áp lực, tâm lý cũng trở nên thể hiện quá rõ, hãy cố gắng giữ hình ảnh chuyên nghiệp của mình. Với người làm công việc ổn định, mặc dù được nguyệt lệnh quan đới tiếp thêm sinh khí, tài lộc khởi sắc dần về cuối tháng, nhưng giai đoạn này những chú rồng vẫn chưa tích lũy được nhiều, thu nhập ở mức cân đối, chưa thật sự tăng vọt. Trong khi đó, các khoản chi phí sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều, nhìn chung vẫn cần chi tiêu hợp lý, đừng vung tay quá tráng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Do không có đào hoa trợ mệnh nên chuyện tình cảm của người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch này không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của tình yêu này. Tự hình khiến cho đôi khi bạn trở nên có phần ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mà không đặt mình vào vị trí hoàn cảnh của nửa kia để suy xét vấn đề. Những suy nghĩ áp đặt hay phát ngôn cá nhân của bạn có thể đẩy mối quan hệ tới bờ vực sụp đổ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng, sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Đặc biệt là giữa những các cặp đôi càng thêm hạn chế để bí mật tồn tại giữa cả hai. Nên nói ra để cùng nhau cố gắng vượt qua và tìm cách giải quyết. Với người độc thân, có vẻ như thời điểm này vẫn chưa thích hợp để bạn bước chân ra vào một mối quan hệ mới. Bạn càng nóng vội thì càng dễ soi hỏng bỏng không. Bản mệnh càng phụ thuộc vào cảm xúc của một người nào đó thì càng dễ thất vọng vì những kỳ vọng của mình. Suy cho cùng, bạn vẫn nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Người tuổi Thìn cũng sẽ phải lưu tâm hơn tới sức khỏe của mình vào tháng 3 âm lịch này. Thiên nguyệt chủ về đau ốm, ảnh hưởng sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường. Bạn cần phải đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Tâm lý chịu nhiều ức chế, dồn nén để quá lâu cũng sẽ tiến hành thành tâm bệnh.
Bạn cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần, học cách giải tỏa tâm lý, tự tìm kiếm niềm vui để đầu óc được nhẹ nhàng, suy nghĩ tích cực thì ắt sẽ thấy cuộc sống không có nhiều áp lực. Ngoài ra, những chú gồng cũng nên hạn chế uống rượu bia. Chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất mà còn tác động lên cả tinh thần của bạn nữa. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952. Mệnh thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, tâm trạng bí bách, suy nghĩ bế tắc, ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mệnh hỏa, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, trở nên suy nghĩ quá lý tưởng khi mới chỉ gặp một chút may mắn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 3. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, mệnh thổ, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, tài lộc có cơ hội thăng tiến, càng chăm chỉ cải cuốc thì càng thu về nhiều lợi nhuận. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, mệnh mộc, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, cách cư xử sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, mệnh kim, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, lưu tâm hơn tới sức khỏe, học cách giải tỏa tâm lý, tự tìm kiếm niềm vui. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ, đón giai đoạn phát triển quan trọng. Xem tử vi tháng 3 âm lịch là tháng bính thân của năm Quý Mão, người tuổi Tỵ được khuyên nên tập trung phát triển sự nghiệp trong tháng này, bởi những tín hiệu trong tháng cho thấy đây là một giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển trước mắt của người tuổi Tỵ. Nguyệt lệnh tháng này rơi vào lâm đất giúp cho người tuổi Tỵ có cơ hội thể hiện năng lực bản thân. Động lực phát triển của bạn cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp cho bản mệnh nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp, trưởng bối. Điều này sẽ giúp cho bạn bám sát mục tiêu, hãy cứ làm việc chăm chỉ, bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào sự nỗ lực chăm chỉ của bản thân, cho nên há miệng chờ xuân bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Đầu tư cũng có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xây vòng kinh doanh. Tuy nhiên, con giáp này vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Nhờ sao Bách Việt chủ về nhân duyên che chở, đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Con giáp này và người ấy có thể tiến triển rần hơn với những quyết định quan trọng. Nếu bản mệnh đang còn độc thân và đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình mà thôi. Sức khỏe của người tuổi Tỵ trong tháng bính thìn về cơ bản là khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều. Khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đạo. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ qua từng phương diện trong cuộc sống.
1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng bình thân còn giáp này sẽ có khá nhiều việc phải làm trong tháng, bao gồm việc hoàn thiện các kế hoạch dàn dở cũng như đặt ra một lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng hơn trong tương lai. Những tín hiệu trong tháng như nguyệt lệnh lâm quan và tỷ kiên khuyến khích con giáp này dành phần lớn sự tập trung của mình cho sự nghiệp. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển trước mắt. Nếu làm tốt, có thể xây dựng được nền tảng vững mạnh, tương lai bớt phần vất vả. Khối lượng công việc tăng lên là điều khó tránh khỏi, nhưng tốc độ cũng không quá gấp gáp nên có thể làm một cách chậm mà chắc, làm tới đâu hoàn thiện tới đó. Hạn chế tình trạng đủng đỉnh, làm mọi thứ một chút rồi bỏ đó. Cuối cùng, việc gì cũng dở dang, kết quả cũng chưa thấy đâu. Người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cần thêm sự linh hoạt và song sáo. Bạn sẽ phải luôn nỗ lực không ngừng, kiên nhẫn học hỏi, mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy, thành công mới nhanh đến. Chẳng những như vậy, tinh thần làm việc ngày càng hăng say, đầu óc mở mang, mang tới nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiệt tình. Bạn có thể đạt được những thành tích bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn sẽ gặt hái được trái ngọt xứng đáng. Lưu ý, tháng này có dấu hiệu tích cực mới xuất hiện ở dạng tiềm tàng, cần thời gian và sự nỗ lực mới có thể biến đổi thành cơ hội. Thành công không đến một cách quá dễ dàng mà phải trải qua quá trình phấn đấu lâu dài, bạn nên làm việc bằng hết trách nhiệm và sự quyết tâm của mình. Những liên hệ xã hội cũng rất hữu ích với bạn vào tháng 3 âm lịch này. Sao bách việc thúc đẩy nhân duyên, giúp các mối quan hệ hòa hợp tốt lành. Nhờ đó mà con giáp này có thể nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối. Điều này sẽ giúp cho bạn bám sát mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ, bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 3 âm lịch của 12 con giáp dự báo rằng phương diện tiền bạc của người tuổi Tỵ sẽ có những xu hướng tăng dần trong tháng bình thân. Tuy mức độ vẫn chưa được coi là xuất sắc nhưng cũng giúp cho túi tiền của bạn khá rủng rỉnh, tiêu pha cũng không cần phải đồng điểm quá nhiều. Cùng với công việc hành thông, thu nhập của bạn hứa hẹn khởi sắc, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn, nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tay. Nguyệt lệnh lâm quan đòi hỏi bạn phải có kế hoạch rõ ràng để có thể phát triển lâu dài và ổn định, chứ không nên ăn sỏi. Đặc biệt, nỗ lực và sự chăm chỉ của bạn tới đâu sẽ mang tới lợi nhuận tới đó. Chớ nên há miệng chờ sung, bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống. Người làm ăn kinh doanh buôn bán cũng gặp phải những may mắn nhất định. Đầu tư có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xây vòng kinh doanh. Bạn càng song sáo và chịu khó thì thị trường của bạn càng có lợi. Tuy nhiên, con giáp này có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Hãy nghiêm túc thực hiện các kế hoạch kiếm tiền mà bản thân đã đặt ra dù ở thời điểm nào. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Trong tháng 3 âm lịch, tin vui về vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ có sự thay đổi tích cực nhờ sao bách việc mang nhân duyên tới. Tháng này được đào hoa dẫn lối, dù là người đã có đôi hay người còn độc thân thì đều có những trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm. Đời sống tình cảm giữa các cặp đôi lúc này khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại sau những xa cách, hiểu lầm, trách móc trước đó. Trong quá trình bên nhau sẽ có đôi lúc nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Nhưng sau mỗi lần như thế, cả hai thêm hiểu, cảm thông cho nhau hơn, tình cảm cũng vì thế mà thêm phần gắn kết. Rất có thể trong thời gian sắp tới đây, con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Vận đào hoa của người độc thân càng ngày càng vượng. Đây là cơ hội tốt cho những ai đã sẵn sàng tìm kiếm đối tượng mình thầm thương trộm nhớ. Nếu bản mệnh đang thích một ai đó, cứ thẳng thẳng đối diện với cảm xúc của mình. Hạnh phúc
cũng cần phải dũng cảm theo đuổi mới có được. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Vận trình sức khỏe vào tháng 3 âm lịch của người tuổi Tỵ có chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng đừng vì thế mà lơ là việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Còn giáp này nên dành thêm nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn được sung sức. Tốt nhất nên sắp xếp thời gian để tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn, vừa nắm được tình trạng sức khỏe lại thêm phần an tâm. Với những người đang gặp phải những vấn đề về sức khỏe, khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Quý Tỵ, sinh năm 1953, mệnh Thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Cần hoàn thiện các kế hoạch dang dở, đặt ra lộ trình tương lai rõ ràng. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh lá. 2. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, mệnh Hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết. Luôn nỗ lực không ngừng, kiên nhẫn học hỏi, mở rộng kiến thức. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 3. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, mệnh Thổ, nam sao Thổ Tủ, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết. Thu nhập hứa hẹn khởi sắc, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 4. Tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, mệnh Mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Đời sống tình cảm suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu cam, màu đen. 5. Tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001, mệnh Kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết. Vận trình sức khỏe nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá lớn lao. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Ngọ, nhiều quyết định táo bạo đề phòng tiểu nhân dòm ngõ. Tháng bình thình cho thấy tháng này những chủ ngựa có những quyết định táo bạo nhưng lại đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Thời gian này cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên, có thiên cẩu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân rình rập. Nguyệt lệnh lâm đế vượng thêm tả phù các tinh nâng đỡ, những chủ ngựa có những quyết định táo bạo nhưng lại đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Đây là một tháng mà cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau, nếu đủ bản lĩnh vượt qua thì sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Thời gian này bạn cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên, thiên cẩu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lâm. Thành công của bạn đang bị dòm ngõ, rất có thể sẽ phải chịu nhiều ấm ức, bất công không ngờ tới. Tài lộc trong tháng cũng được dự báo lúc được lúc mất, tùy buôn bán kinh doanh có lại nhưng lại bị tiểu nhân quấy phá hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Việc làm ăn có phần bất ổn, đầu tư hạn chế, làm lớn kẹo thua lỗ khó kiểm soát. Về mặt tình cảm của những chủ ngựa vào tháng này khá bình ổn, bản mệnh tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nếu đang còn độc thân và đang thích một ai đó, có thể dũng cảm đối diện thẳng thắn một lần. Sức khỏe trong tháng này không được tốt cho lắm, nhiều việc phải làm, lại đặt ra nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần khá lớn, khiến cho thể lực suy giảm. Người tuổi Ngọ cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới được cải thiện.
Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Ngọ qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão của 12 con giáp cho biết, phương diện sự nghiệp của những chú ngựa có những thuận lợi và khó khăn nhất định khi bước sang tháng Bính Thìn. Những tín hiệu tích cực đến với bạn sau một quá trình nỗ lực và theo đuổi mục tiêu bền bỉ, nhưng vận trình trong cát có tàn hung. Bên cạnh đó vẫn có những biến động khó lường mà bạn không thể chủ quan. Cụ thể, tháng này, người tuổi Ngọ được nguyệt lệnh để vượng phù trợ, quả là một sự hậu thuẫn không hề nhỏ. Thêm có tả phù các tinh nhập mệnh, thời gian này còn có thể có được quý nhân dìu dắt. Từng đường đi, nước bước đều sẽ thêm phần chắc chắn. Đầu óc mở mang, đưa ra nhiều ý tưởng mới. Thời gian này, bạn cũng khá song sảo, làm việc bằng hết khả năng. Sẽ có những quyết định khá táo bạo, nhưng hứa hẹn sẽ đưa con đường sự nghiệp lên tầm cao mới. Đây có thể được coi là bước đi mạo hiểm, nhưng bạn sẵn sàng đánh cược và chấp nhận đánh đổi để hướng tới mục tiêu xa hơn. Thật may là kết quả đạt được rất khả quan, ít nhất thì bước đầu cũng đã chứng tỏ bạn đi đúng hướng. Các kế hoạch đề ra đều có khả năng được phê chuẩn để tiến hành ngay lập tức. Thông qua đó, bạn sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi đánh giá cao. Hãy coi đó là nguồn động lực để tiến xa hơn nữa, trở hội hài lòng với những thành công bước đầu này. Tuy nhiên, có thiên cẩu hung tinh rình rập cho thấy điềm bảo có tiểu nhân rình rập, công thành, danh tội, còn giáp này cần phải chú ý hơn tới tiểu nhân. Thành công của bạn đang bị dòm ngõ, rất có nhiều sự áp bức, bất công không ngờ tới. Dường như những bước tiến thuận lợi của bạn trong thời gian này vô tình biến bạn trở thành cái gai trong mắt của kẻ ghen ghét, bụng dạ hẹp hòi. Do đó những chú ngựa làm gì cũng nên khiêm nhường. Đừng thể hiện quá mức rồi biến bản thân thành kẻ ngạo mạn, khoe mẽ, tự mang họa vào thân. Nhìn chung, đây sẽ là một tháng mà cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau. Nếu bản thân đủ bản lĩnh vượt qua, thì bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. 2. Luận về phương diện tài chính. Tài chính trong tháng này của người tuổi Ngọ gặp những khó khăn nhất định. Dù vậy, nhưng cơ hội làm giàu bạn vẫn có. Nhưng nguy cơ mất tiền, mất của cũng luôn hiện hữu. Tháng này do bị kiếp tài cản trở, tiền có được nhưng cũng mất nhiều. Lại thêm thiên cẩu đe dọa, tiểu nhân thường xuyên quậy phá hoặc giở trò cạnh tranh không lành mạnh. Nguyệt lệnh đế vượng xuất hiện giúp cho việc buôn bán có lãi, thậm chí có nhiều vào thời điểm này. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà có phần suy nghĩ quá mức lý tưởng hóa hay viển vông, nhất là khi thấy người khác kiếm tiền ngon ăn, bạn ngay lập tức nhảy vào làm theo. Thiếu thực tế từ suy nghĩ cho đến cách làm nên khả năng thất bại là khá cao. Làm giàu chưa bao giờ là việc dễ dàng, bạn nên thay đổi suy nghĩ này. Hãy cố gắng trang bị thêm kiến thức cho mình, đặc biệt là trong đầu tư kinh doanh, kinh nghiệm xương máu sẽ giúp bạn rơi vào tình trạng thua lỗ khó kiểm soát. Ngoài ra, người tuổi Ngọ cũng cần phải đề phòng kẹo dính dáng tới kiện cáo pháp luật trong khoảng thời gian này, đừng tham gia những trò đỏ đen. Và đặc biệt, đừng tham lam, lọc lừa hay tìm cách lách luật, khả năng bị tóm là khá lớn. Lúc này, người thì trong vòng lao lý mà tiền bạc có kiếm được bao nhiêu cũng bằng không. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Nhờ ngũ hành tương sinh độ mệnh, chuyện tình cảm của những chú ngựa trong tháng Bính Thìn khá bình ổn. Đặc biệt những mối quan hệ tình cảm thắm thiết sẽ càng được nâng cao ở thời điểm này. Khi bản mệnh tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Các cặp đôi không còn cãi vã nhiều như trước, hai bạn cũng đang có những dự tính xa hơn cho tương lai. Nếu cảm thấy tình cảm đôi lứa có phần nguội lạnh, bạn có thể tìm cách làm mới bằng những chuyến du lịch ngắn ngày,
tạm rời xa những bộn bề cuộc sống để cả hai có thêm thời gian bên nhau và vỗ về cảm xúc yêu đương. Nguyệt lệnh làm đất đế vượng rất có lợi cho người độc thân. Sức quyến rũ tự thân của bạn được bùng tỏa trong tháng này, giúp bạn trở nên nổi bật trong mắt người khác giới. Nếu đang thích một ai đó, bạn có thể dũng cảm đối diện thẳng thắn một lần. Còn nếu mới bước chân vào một mối quan hệ, bạn nên cho cả hai có thêm khoảng thời gian để tìm hiểu về đối phương. Việc đốt cháy giai đoạn sẽ khiến cho những ấn tượng tốt ban đầu dễ dàng tan biến thành mây khói sau sự nồng nhiệt ấy qua đi. Hãy cứ để cảm xúc, tình cảm của mình diễn ra tự nhiên. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của những chú ngựa trong tháng này dù không quá xấu nhưng cũng không được tốt cho lắm. Chủ yếu do bạn xuất hiện tình trạng lao lực bởi công việc quá bận rộn. Tháng này có nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần của những chú ngựa khá lớn, khiến cho thể lực suy giảm. Do đó cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ trạng thái vui tươi thì sức khỏe sẽ được cải thiện. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, mệnh Kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, đón nhận tín hiệu tích cực đến sau một quá trình nỗ lực bền bỉ. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ. 2. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, mệnh Thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, đề phòng tiểu nhân nhầm ngõ, phải chịu những ám ức bất công không ngờ tới. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu cam, màu hồng. 3. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, mệnh Hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, gặp những khó khăn nhất định trong việc kiếm tiền. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, mệnh Thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, tìm được sự an ủi động viên từ người yêu, người thân, bạn bè. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, mệnh Mộc, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, xuất hiện tình trạng lao lực bởi công việc bận rộn, cần phải chú ý nghỉ ngơi một cách điều độ. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của tuổi Mùi, nhiều việc phải lo nghĩ, tâm tính nhiều ức chế. Tử vi tháng 3 âm lịch cho biết, những chú dê sẽ có nhiều việc phải lo nghĩ hơn, không còn cảm giác thảnh thơi hay đụng đỉnh nữa khi rất nhiều việc dồn đến, kéo theo những khó khăn, khó lường. Cục diện tương hình cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Mùi khá trì trệ, tinh thần làm việc cũng không đủ nhiệt tình, làm mọi thứ một cách hời hợt và mang tâm lý bị ép phải làm. Thái độ sao nhãn có thể khiến phạm phải không ít những sai lầm, khiến công việc không đầu vào đâu. Thêm nữa, sức cạnh tranh trong công việc ở thời điểm này cũng rất lớn. Cá tính của bạn lại khiến cho quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng, có thể vướng tai tiếng thị phi. Trong tháng Bính Thìn, người tuổi Mùi sẽ có nhiều việc phải lo nghĩ hơn, không còn cảm giác thảnh thơi hay đụng đỉnh. Việc nhiều dồn đến kéo theo những khó khăn. Thời điểm này cần phải thể hiện tinh thần trách nhiệm trong mọi việc mình làm mới mong tín hiệu khả quan hơn. Sự nghiệp biến động kéo theo tài lộc thăng trầm bất định. Tiền lúc có lúc không, lúc được thì khá nhiều nhưng mất thì cũng dễ trắng tay, khó tích lũy được gì. Các nguồn thu phụ trong tháng cũng bị sụt giảm, dù bạn có ôm đồm nhiều việc thì hiệu quả cũng không cao, lại khiến áp lực tinh thần càng ngày nặng nề.
Tâm tĩnh nhiều ức chế kéo theo tâm trạng bất ổn, nóng lạnh, vui buồn, thất thường, nên chuyện tình cảm của những chú dê cũng phải phát sinh những trục trặc. Gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, tần suất chia sẻ nói chuyện giảm đi trông thấy. Người độc thân có xu hướng ngại xã giao, chỉ muốn tự tập trung cho công việc nên phần lớn tình cảm không có tiến triển gì nhiều. Do thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên người tuổi Mùi dễ bị stress, ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt thường ngày, thể trạng sa sút đáng kể. Tháng 3 âm lịch còn giáp này nên đề phòng bệnh cũ tái phát, chú trọng dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của tuổi Mùi qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng Bính Thân, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có thể không được suôn sẻ như những gì bạn mong muốn. Cục diện tương hại thái tuế kết hợp với nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu về những khó khăn đang chờ đón. Tháng này sẽ có nhiều việc phải lo nghĩ, không còn cảm giác thảnh thơi hay đụng đỉnh khi rất nhiều việc dồn đến kéo theo những biến cố khó lường. Các kế hoạch dễ rơi vào tình trạng trì trệ, tinh thần làm việc xuống thấp. Bạn thiếu đi sự nhiệt tình cần có với công việc này, mọi thứ một cách hời hợt và đôi khi còn bị ép nên mới làm. Chính vì nguyên do này nên hiệu suất không được đảm bảo, miễn cưỡng đạt yêu cầu nhưng vẫn có thể xuất hiện nhiều lỗ hổng. Thái độ sao nhãng có thể khiến phạm phải không ít những sai lầm, khiến công việc không đâu vào đâu. Thời điểm này rất cần bạn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong mọi việc mình làm mới mong tín hiệu khả quan hơn. Thêm nữa, sức cạnh tranh trong công việc ở thời điểm tháng 3 âm lịch cũng rất lớn. Cá tính của bạn lại quá mạnh khiến mối quan hệ với đồng nghiệp trở nên căng thẳng, có thể vướng tai tiếng thị phi. Có lẽ hình thái tuế đã gây ra những suy nghĩ bảo thủ và cứng đầu ở tuổi Mùi, gây nhiều bất lợi cho các mối quan hệ nhân duyên trong sự nghiệp. Thời điểm này, nếu bạn đặt cái tôi quá cao sẽ dễ ảnh hưởng tới con đường tiến thân sau này, tự bạn đang gây áp lực cho chính mình đầu tiên. Một tín hiệu tích cực mà bạn có thể mong đợi là việc xuất hiện của các tinh thiên đức. Tuy vẫn chưa đủ để xua tan những hung vận trong tháng, nhưng vẫn đáng để trông chờ mọi việc sẽ tốt dần lên. Muốn đạt được điều đó, người tuổi Mùi cần phải thay đổi chính thái độ làm việc của mình. Đây là thời gian mà bạn nên tích lũy kiến thức chuẩn bị cho sự thăng tiến về sau này. Có lẽ còn giáp này nên tìm phương pháp nghỉ ngơi để thư thái tinh thần trước khi muốn bắt đầu một việc gì đó. Trong quá trình làm việc cũng nên hạn chế bớt cá tính của mình lại, dĩ hòa dĩ quỷ để hoàn thành xong các hạng mục. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết, tài lộc của những chú dê có sự thăng trầm rõ nét. Điều này cũng dễ hiểu, bởi sự nghiệp có nhiều biến động thì tài chính khó mà lý tưởng. Ảnh hưởng của nguyệt lệnh làm suy khiến cho tiền bạc có lúc được lúc không. Có những mất mát cũng có thể trắng tay, khó tích lũy được gì. Người làm công ăn lương tuy có thu nhập ổn định hàng tháng, nhưng thái độ làm việc chảnh mạng nên có thể sẽ ảnh hưởng tới tiền lương của bạn. Thậm chí, nếu có liên quan tới giấy tờ sổ sách mà xảy ra sai sót, bạn còn nguy cơ phải bỏ tiền túi để đền bù thiệt hại. Việc buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn, làm gì cũng nên thận trọng trong tiến hành từng bước một mới mong tránh bị thua lỗ. Bạn mệnh nên chú trọng tìm kiếm các cách thức kinh doanh mới để khắc phục khó khăn, đồng thời theo sát biến động thị trường để kịp thời điều chỉnh khi có biến cố. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, dù có nóng lòng đến đâu bạn cũng không nên mạo hiểm. Không phải cứ lao đầu vào làm thì sẽ thu được lợi nhuận cao, đặc biệt là những lĩnh vực bạn còn non kinh nghiệm. Những suy nghĩ lý tưởng thiếu thực tế ở lúc này có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Các nguồn thu phụ trong tháng cũng bị sụt giảm. Dù bạn có ôm đồm nhiều việc thì hiệu quả cũng không cao, lại thêm áp lực tinh thần ngày càng nặng nề. Hơn nữa, vì nhiều khoản phát sinh chi phí bất ngờ nên nếu có các khoản tích lũy dự phòng, còn giáp này dễ rơi vào tình trạng túng thiểu. Thời buổi kinh tế khó khăn, bạn nên nghiêm túc với lối sống tiết kiệm. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo.
Cục diện tương hình khiến cho tâm tính của người tuổi Mùi sinh nhiều ức chế, suy nghĩ bế tắc trong công việc cũng như ảnh hưởng tới tâm thái, tâm lý trong cuộc sống thường ngày của những chủ gia. Bạn có xu hướng nóng lạnh, vui buồn, thất thường, thể hiện rõ trong cách cư xử với các mối quan hệ nên chuyện tình cảm cũng phát sinh những trục trặc. Gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, tần suất chia sẻ nói chuyện giảm đi trông thấy, còn giáp này đề cao cả tôi, thường áp đặt suy nghĩ lên đối phương, nên giữa cả hai liên tiếp xảy ra mâu thuẫn là điều dễ hiểu. Chính điều này ảnh hưởng tới không khí gia đình, các thành viên mặt nặng mày nhẹ với nhau, cơm chẳng lành mà canh cũng chẳng ngọt. Trong khi đó, người độc thân có xu hướng ngại xã giao, chỉ muốn tập trung cho công việc nên tình cảm chưa có tiến triển gì mới. Dù có tiến tới một mối quan hệ ở thời điểm này thì cũng khó được lâu bền vì bạn không đủ đầu tư tình cảm vào đó, dễ cả thèm trọng trạng, yêu đương tùy hứng, giận hờn vô cớ. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Thể trạng của người tuổi Mùi có dấu hiệu suy giảm vào tháng 3 âm lịch này, chủ yếu do nguyệt lệnh làm suy gây ra. Do thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên bản mệnh dễ bị stress, ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt thường ngày, cơ thể xuất hiện nhiều triệu chứng khó chịu như ăn uống kém ngon, ngủ không ngon giấc. Tháng này, bạn cũng nên đề phòng bệnh cũ tái phát, chú trọng dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn được ở duy trì một cách tốt nhất. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi vào tháng 3 âm lịch năm 2023. 1. Tuổi Ất Mùi, mệnh kim, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Công việc khó khăn, nhiều việc dồn đến kéo theo những biến cố khó lường. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Các kế hoạch dễ rơi vào tình trạng trì trệ, tinh thần làm việc xuống thấp. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu xanh, màu trắng. 3. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, mệnh hỏa, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, tiền bạc lúc được, lúc khá, nhưng cũng dễ trắng tay. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xám, màu cam. 4. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, mệnh thổ, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, không khí gia đình căng thẳng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu nâu, màu cà phê. 5. Tuổi Quỷ Mùi, mệnh mộc, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, dễ bị stress, ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt hàng ngày. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thân, đón cục diện cát lành, đạt được mục tiêu. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão cho thấy, cục diện cát lành trong tháng Bính Thìn cho thấy những cơ hội phát triển sẽ đến với người tuổi Thân. Dù hiện tại đang theo đuổi lĩnh vực nào hay đang ở vị trí nào, bạn cũng đều có may mắn đạt được mục tiêu của mình đề ra. Tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến, nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích. Tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm các tình hữu bậc tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân. Bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, còn giáp này cũng nên có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng người, đúng thời điểm để tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao. Phương diện tình cảm của người tuổi Thân vào tháng 3 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bản hợp cục thúc đẩy nhân duyên tìm tới. Người độc thân
tuy có thêm nhiều lựa chọn nhưng cũng có thể khiến bạn phải đau đầu vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu nhau, tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái. Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ đối với con giáp này vào tháng 3 âm lịch. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian bạn quá chủ quan và bỏ bê không chăm lo cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ gìn an toàn, kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thân qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Căn cứ vào tử vi tháng 3 âm lịch của 12 con giáp xét thấy, phương diện sự nghiệp riêng của người tuổi Thân được dự báo có nhiều bước tiến triển lớn. Một khi đã dốc toàn tâm toàn lực quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì ắt sẽ bội thu quả ngọt. Cục diện tam hợp cát lành xuất hiện trong tháng mở ra những cơ hội phát triển thăng tiến. Dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng chủ động nhận việc chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc miệt mài bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra. Tháng 3 âm lịch có phần mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với thử thách để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là vận khí đang ủng hộ bạn, mưu cầu đại sự, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Còn giáp này cũng được cấp trên nâng đỡ tạo thêm điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh, cũng bởi có thể nhìn ra được những cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được sau những va chạm sẽ tới cái đích trước mắt. Người tuổi Thân càng thêm hăng say cống hiến, bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng, địa vị nhờ đó lại càng được khẳng định. Ngoài tinh thần làm việc hăng say, bản mệnh cũng rất cầu tiến ham học hỏi nên khả năng chuyên môn và nghiệp vụ sẽ được tăng cao. Điều này rất tốt cho chặng đường phát triển trong tương lai. Chẳng những như vậy, tử vi tháng 3 âm lịch này, vận quý nhân của người tuổi Thân cũng khá vượng. Các tinh hữu vật tượng trưng cho sự nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao càng ngày càng hài hòa. Dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng, thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình phía trước. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả đúng như mong muốn ban đầu, bạn cũng có thêm nhiều kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Lưu ý, trong tháng này là có hung tinh, bạch hổ rình rập ở mức độ ảnh hưởng không nhận, nhưng cũng không quá nhẹ, tùy thuộc ở mọi người cần phải có sự thận trọng, chắc chắn và một thái độ khiêm tốn để không vướng vào thị phi hay họa tiểu nhân. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Bính Thân, tài lộc của người tuổi Thân có tài tinh chiếu mệnh. Lại thêm tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch kiếm tiền đều diễn ra suôn sẻ, nhiều khoản thu vào. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Thời điểm này, thử tài dồi dào, nhất là vào giai đoạn cuối tháng khi bản mệnh đón không ít những tin vui về thu nhập hiện có. Đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt ngoài mức hoặc những khoản nợ mà ai đó hoàn trả cho bạn. Người kinh doanh, buôn bán cũng có cơ hội hốt vàng hốt bạc. Từ chỉnh sự mạnh dạn, nhạy bén với thời cuộc của mình, cái duyên làm ăn của người tuổi Thân lại càng có cơ hội được thể hiện trong tháng Bính Thân này. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, bạn cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời điểm, đúng người nên tiền tài nảy nở là điều tất yếu. Chỉ cần biết tận dụng triệt để các mối quan hệ xã giao thì việc đầu tư sẽ cực kỳ sáng sủa. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Về chuyện tình cảm, tử vi tháng mới xét thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào đối với người tuổi Thân khi nhân duyên tìm tới. Tháng này là thời điểm lý tưởng để tính chuyện yêu đương cưới hỏi. Có
bản hợp thúc đẩy đào hoa khoe sắc rực rỡ, đặc biệt có lợi với người đang độc thân. Sự xuất hiện của hữu vật cũng mang thêm điềm báo về nhiều mối quan hệ, nhiều đối tượng khác giới, nhờ đó bạn sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn. Nhưng đôi khi cái gì quá nhiều cũng không tốt, việc nhân duyên quá vượng cũng có thể khiến cho bản thân thêm đau đầu vì sự lựa chọn, thậm chí ngày lắm mỗi tối nằm không. Vì thế người tuổi thân nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Các cặp đôi đang trong tình yêu mặn nồng, gia đạo an vui, vợ chồng con cái không nảy sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ nhằm chóng được giải quyết triệt để. Một số cặp vợ chồng cũng có thể đón tin vui về con cái. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng này, nguyệt lệnh làm đất bệnh bảo hiệu sức khỏe của người tuổi thân có dấu hiệu sa sút khá rõ. Một vài triệu chứng bất thường xuất hiện cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể của mình. Bạn có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, suy nhược. Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian qua bạn có phần chủ quan, bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Công việc dù bận rộn thế nào cũng khiến bạn cuốn đi. Bạn nên phải có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Ngoài ra, tháng này, người tuổi thân còn bị chịu ảnh hưởng của hung tinh bạch hổ, cần chú ý đề phòng thương tật ở tay chân do té ngã hoặc va chạm xe cộ. Khi tham gia giao thông, cần phải tỉnh táo, giữ khoảng cách an toàn, kẻo sơ suất xảy ra tai nạn dẫn tới thương tật. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, mệnh Hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, sự nghiệp có nhiều bước tiến triển lớn nên dốc toàn tâm toàn lực. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, mệnh Thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hận, khẩu quyết, được cấp trên nâng đỡ tạo thêm nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, mệnh Mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, các kế hoạch kiếm tiền diễn ra suôn sẻ, khoản thu vào rất nhiều. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, mệnh Kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, nhân duyên vượng, thời điểm lý tưởng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 5. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004, mệnh Thủy, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hận, khẩu quyết, sức khỏe sa sút, không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Dậu, biển động tích cực, khẳng định được năng lực. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão thấy rằng, hầu hết các phương diện của người tuổi Dậu đều khá suôn sẻ do có lục hợp che chở. Có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dần dẫn bạn đi đúng hướng. Con đường tài chính khá hanh thông, có tài tình cao chiếu mạnh nên thu hoạch rất khả quan. Chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu, có chi. Nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì thì không tính toán thì rất dễ khó đạt được mục tiêu tích lũy.
Các khỉ cũng giúp cho vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có những mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, nhưng vấn đề này không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh, nhân duyên các giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được người ưng ý. Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao, điều độ. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Dậu qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tử vi tháng 3 âm lịch cho thấy, tháng này mang tới cho những chú gà nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong sự nghiệp. Tất cả là nhờ có lục hợp nâng đỡ, có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Các kế hoạch dự định đều được tiến hành trôi chảy, bạn cũng tìm ra được những phương pháp mới, hướng đi mới, phục vụ rất nhiều cho sự nghiệp ở thời điểm hiện tại. Tinh thần làm việc được củng cố giúp bản mệnh có những suy nghĩ tích cực, hành sự thêm phần song sáo, mạnh dạn nhưng cũng không kém phần thận trọng. Thành quả thu được chính là động lực để bạn tiếp tục phấn đấu. Chính vì có định hướng công việc rõ ràng, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đi đúng đường, không có quá nhiều sự mông lung. Tuy nhiên, khi bắt tay vào đầu tư một hạng mục mới toan, bạn vẫn nên có thời gian xem xét, tính toán đường đi nước bước cụ thể, đừng hấp tấp vội vàng mà phạm sai lầm. Những chú gà có thể tự thực hiện giấc mơ của mình rồi đấy. Đừng bỏ rơi giấc mơ và tham vọng của mình khi mọi thứ đang ở trong tầm tay. Vận vĩ nhân trong tháng khá vượng. Nhân đà này, bạn có thể tiến hành việc lớn, nhân duyên tốt đẹp của mình khi mọi thứ đang nằm trong tầm tay, thúc đẩy công việc thuận lợi hơn. Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Bạn nên tận dụng những cơ hội đây để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình. Tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn chạm tay tới mục tiêu. Lưu ý, trong tháng này có nguyệt lệnh Lâm Tử ở Dậu, báo hiệu vận trình vẫn có những bất ổn, thậm chí có chiều hướng giảm dần. Quá trình tiến hành công việc có thể vẫn gặp phải những trở ngại, nhiễu như thiếu sự tập trung hay cẩn thận. Làm gì cũng nên làm từng bước một, chậm mà chắc, cơ hội gặt hái được thành quả tốt vẫn nhiều, bạn không phải lo lắng hay bi quan. 2. Luận về phương diện tài chính. Tài lộc của những chú gà vào tháng Bính Thìn này được đánh giá khá hanh thông. Sự xuất hiện của tài tinh chính tài cho thấy thu hoạch rất khả quan nên chủ động nắm bắt để thu về lợi nhuận lớn hơn. Tháng này dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Nguồn thu tăng lên đều đều, tuy nhiên có thu phải có chi. Nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì thì không tính toán kỹ, rất dễ không đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Còn người làm công ăn lương, công việc tiến triển tốt, thu nhập ổn định, mưu sự trong tháng dễ thành, đồng nghĩa với việc cơ hội tăng lương. Bản mệnh có thể chủ động đề xuất hoặc người may mắn hơn sẽ được cấp trên chủ động đề xuất. Đây cũng là phần thưởng để động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của người tuổi Dậu trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Một số người còn có thêm khoản thu từ nghề tài trái, nhưng lưu ý cần cân nhắc những điều quan trọng hơn. Đừng mãi mê làm việc phụ mà bỏ bê công việc chính, kẻo khó có thể chu toàn cả hai bên. Người làm kinh doanh cũng có một tháng tất bật nhưng lợi nhuận thu về rất xứng đáng. Lục hợp quý nhân sẽ giúp bạn tìm kiếm đối tác làm ăn lớn, nhưng để thuyết phục được họ đồng ý hợp tác cùng bạn, phải cần tiêu tốn không ít những công sức. Hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc giữa chừng, kẻo phải hối tiếc. Nên nhớ tháng này có nguyệt lệnh Lâm Tự ở Dậu, báo hiệu tình hình tài chính vẫn còn khá bất ổn, có thể xảy ra biến động lớn. Trong đầu tư kinh doanh phải hết sức
thận trọng, kẻo hao tổn sổ tiền lớn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Các khí trong tháng Bính Thân cũng giúp cho vận trình tình cảm của người tuổi Dậu hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Gia đạo êm ấm, vợ chồng khó tránh khỏi lúc to tiếng qua lại, chủ yếu do mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, nhưng vấn đề này không quá nghiêm trọng, mọi chuyện được giải quyết khá nhanh. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm ngày càng mặn nồng, gắn bó khăng khít. Thời gian tới sẽ còn tính tới chuyện trăm năm nếu cả hai đã sẵn sàng. Lục hợp đưa nhân duyên tới, giúp đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Một số người còn có thể còn dây dưa với người cũ. Nếu không giữ vững lập trường thì tình cảm của người tuổi Dậu rất dễ bị lung lay. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe ở những chú gà vào tháng Bính Thân nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại, đề phòng tai nạn té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe thì bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao điều độ hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 như sau. 1. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, mệnh Hỏa, năm sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong sự nghiệp. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu đỏ, màu hồng. 2. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh Thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, tinh thần làm việc được củng cố, có những suy nghĩ tích cực. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh Mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, thu hoạch khả quan nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh Kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh Thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, cần chú ý hơn trong khi đi lại, đề phòng tai nạn té ngã. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tuất cần thêm cố gắng mới mong vượt qua sóng gió. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão của người tuổi Tuất thấy rằng khó khăn vỗ vây, buộc con giáp này phải bỏ ra rất nhiều cố gắng và công sức mới mong vượt qua sóng gió. Vận trình có nhiều điểm sa sút, từ công việc, tiền bạc tới tình cảm đều có thể gặp bất lợi, bản mệnh cần hết sức lưu tâm. Tháng Bính Thìn này chịu tác động của xung thái tuế nên âm sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của người tuổi Tuất ảm đạm vô cùng. Còn giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng không tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận nên sẽ ngăn cản những bước phát triển của con giáp này. Cạnh tranh, thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sản xuất thì sẽ gặp nhiều bất lợi. Tài chính trong tháng không được tốt do có hung tinh trụ hào tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư. Con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ bị hao hụt, trở nên vội vàng, kẹo, lợi bất cập hại. Con giáp này còn đang phải chịu áp lực trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm tới chuyện tình cảm. Mối quan hệ đôi lứa vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc
tìm người tâm đầu ý hợp, cứ mặc kệ mọi thứ, tình hình không có nhiều thay đổi. Sức khỏe của người tuổi Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do nguyệt lệnh lâm mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp trong trên lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn ngủ không ngon miệng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc máy móc chân tay. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tuất qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tử vi tháng 3 âm lịch cho thấy sự nghiệp của con giáp này có thể sẽ phải đương đầu với rất nhiều gian nan thử thách do vận trình sa sút. Chịu tác động của xung thái tuế, âm sát hung tinh đe dọa, các kế hoạch đều có phần chững lại, thậm chí còn phải bỏ dở giữa chân. Người tuổi Tuất phải bỏ ra rất nhiều cố gắng, công sức mới mong vượt qua sóng gió. Đặc biệt, sức mạnh cạnh tranh trong tháng tăng cao, thị phi cũng khá lớn. Nếu không đủ sản xuất thì sẽ gặp nhiều bất lợi. Quá trình làm việc chung với người khác khó tránh lúc xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong nội bộ. Nhưng thực tế, mức độ mâu thuẫn đến đâu lại là do chính bạn. Nếu nhận ra mọi việc thoáng hơn, cởi mở hơn, bạn sẽ càng dễ dàng tìm ra cách tháo gỡ, giữ được hòa khí chung trong tập thể. Ngược lại, nếu chỉ biết suy tính lợi ích cá nhân, bản mệnh càng dễ tự chuốc lấy rắc rối. Còn giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vượng vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản thân. Tháng này cũng không thích hợp cho những dự tính mới hay thay đổi quá lớn. Nguyệt lệnh lâm mộ ngụ ý những khó khăn, cản trở, tốt nhất nên án binh bất động, quan sát nhiều hơn, giữ thái độ dĩ hòa di quỷ để tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa, tinh thần làm việc cũng sẽ quyết định mai rủi của bạn trong tháng. Làm gì cũng phải tập trung, nghiêm túc, trở nên hời hợt hay có suy nghĩ, cởi ngựa xem hoa sẽ phạm phải không ít những sai lầm khiến công việc không đầu vào đâu. Nhìn chung, tháng bính thân, người tuổi Tuất trở nên mong đợi vào phép màu vì nó sẽ không xảy ra. Còn giáp này phải biết tự lượng sức mình, trở tự ti, bi quan, suy nghĩ về những gì mình chưa làm được. Phải có nỗ lực, có chăm chỉ thì mới có thành quả nhận về. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 3 âm lịch của 12 con giáp dự báo, phương diện tài chính của người tuổi Tuất trong tháng cũng khá bấp bênh do hung tinh đại hào tác động. Người làm ăn chưa thể nào chạm tay tới mục tiêu kinh doanh của mình trong tháng. Tương xung án ngữ, thường trường như chiến trường, cạnh tranh đầy rẫy, khó khăn trùng trùng, bạn nên tỉnh táo trước bất cứ lời mời mọc hay dụ dỗ bùi tai nào kẻo mất tiền như chơi. Còn người làm công ăn lương vẫn chưa thể nào có được mục tiêu thăng chức tăng lương. Mọi chi phí đều dựa vào đồng lương chính, hầu như không có tiền thu phụ, chi tiêu lại nhiều, nên cảm thấy khá eo hẹp, nên làm việc chảnh mảng thì thu nhập chính ắt sẽ bị ảnh hưởng. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ bị hao hụt, trở nên vội vàng, kẻo lợi bất cập hại. Dù vậy bạn cũng nên suy nghĩ tích cực hơn thì mọi việc mới có cơ hội xoay chiều. Đôi khi làm ăn cũng phải có những lúc chậm lại là điều cần thiết để bạn có thể đón nhận một cơ hội tốt hơn. Có thời gian nên học hỏi tích lũy kinh nghiệm. Khi thời cơ tới lập tức tiến hành thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất ngày càng rõ ràng và xảy ra nhiều biến động vào tháng 3 âm lịch năm 2023. Còn giáp này đang phải chịu nhiều áp lực trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm tới chuyện yêu đương. Vì cục diện tương xung ảnh hưởng, tuổi này dễ nổi nóng, suy nghĩ bế tắc, thiếu sự nhẫn nại. Đời sống hôn nhân vì thế có nhiều xung đột, mâu thuẫn khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.
mối quan hệ lứa đôi cũng ngày càng lạnh nhạt, xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Đừng để cảm xúc cá nhân chi phối bạn quá mạnh như vậy, nếu không, bạn sẽ có thể tự tay đánh mất hạnh phúc của mình. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc tìm kiếm người tâm đầu ý hợp, cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, tình hình không có gì thay đổi. Nếu có thể chủ động hơn trong cách nói chuyện hay bày tỏ tình cảm, thì có lẽ người tuổi Tuất vẫn có cơ hội để cải thiện tình trạng độc thân của mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tuất vào tháng 3 âm lịch này xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do nguyệt lệnh lâm mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp chồng chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn ngủ không ngon miệng. Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, bệnh tật nếu có càng nghiêm trọng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay máy móc. Khi điều khiển xe cộ cần tuân theo luật lệ. Đã uống rượu bia thì không nên lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác lẫn chính mình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, mệnh Mộc. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết phải đương đầu với rất nhiều gian nan thách thức do vận trình sa sút. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, mệnh Kim. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết sức cạnh tranh tăng cao, thị phi lớn, có thể sẽ gặp nhiều bất lợi. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu đỏ, màu nâu. 3. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, mệnh Tỵ. Nam sao Phân Hưởng, nữ sao La Hầu, khẩu quyết thương trường như chiến trường, cạnh tranh đầy rẫy, khó khăn trùng trùng. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu xám, màu trắng. 4. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, mệnh Hỏa. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết chuyện tình cảm ngày càng rõ ràng và xảy ra nhiều biến động. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu đỏ, màu trắng. 5. Tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, mệnh Thổ. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết sức khỏe xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu đen, màu vàng. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Hợi, nhiều biến động bất lợi, phải chạy đôn chạy đáo. Tháng 3 âm lịch, bước sang tháng này có nhiều biến động, buộc những chủ hợi phải chạy đôn chạy đáo để xử lý, kết quả ra sao phần khó có thể đoán trước. Công việc có nhiều sự thay đổi, đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nguyệt lệnh làm tuyệt đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Bản mệnh còn có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu nhưng lại khó tránh được những thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Dưới sự ảnh hưởng của tiểu hao nên người tuổi Hợi còn có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng này. Đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngỡ ngẩn. Tháng này, người tuổi Hợi trở nên trông chờ vào các trò chơi mài rủi đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng lớn càng dễ gặp rủi ro. Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của con giáp này. Mối quan hệ của các cặp đôi nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu. Cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều, vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Người độc thân vẫn chưa có thể tìm tới một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý.
Về mặt sức khỏe và tinh thần thì người tuổi Hợi không được thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng, bất an. Thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Hợi qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi chịu nhiều tác động tiêu cực, khó khăn, bổ vây. Không có gì làm lạ khi bạn phải thường xuyên chạy đồn chạy đảo để lo hết chuyện này đến chuyện khác. Các kế hoạch công việc đều có biến động, nguyệt lệnh lâm tuyệt có thể đẩy mọi thứ theo chiều hướng mà con giáp này không thể lường trước được. Rất cần thời gian để phấn đấu và điều chỉnh. Đôi khi vấn đề không nằm ở các tác động khách quan mà lại đến từ suy nghĩ và cách nhìn nhận chủ quan của bạn. Những chủ Hợi nên dành thêm thời gian đánh giá lại toàn bộ quá trình cũng như cách thức làm việc của mình. Bạn có thể thử phân tích xem nguyên nhân trì trệ là do đâu. Nếu tìm ra câu trả lời tự khắc, vận trình sự nghiệp sẽ thông suốt. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi hài hòa, cũng từ đó mà bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu nhưng vẫn khó tránh được những thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Bên cạnh đó, tinh thần làm việc đi xuống, thiếu ý tưởng sáng tạo nên có nhiều hạng mục rơi vào bể tắc, tiến trình chậm chạp. Bạn nên dành thêm thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho công việc, sẽ hạn chế phần nào tình trạng trên, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thiên hình hung tinh, tháng nay bạn cũng có thể hành xử ngạo mạn, coi thường người khác, điều đó khiến uy tín của bạn giảm sút. Người trên không tin tưởng, người dưới không phục, nên khắc phục nhược điểm này càng sớm càng tốt để không gặp khúc mắc quá lớn với đồng nghiệp. 2. Luận về phương diện tài chính. Về phương diện tài lộc trong tháng, do triệu ảnh hưởng bất lợi của tiểu hao gây ra nên tình trạng tiền bạc của con giáp này cũng có những biến động. Bản mệnh có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng, đôi khi vì đầu tư kinh doanh thua lỗ, đôi khi cũng vì những sự cố khá ngỡ ngẩn. Điềm bảo hung tinh có thể gây ra hiện tượng hao phá tài do chính sự bất cẩn của bản thân. Cần chú ý cất giữ tiền bạc của mình cẩn thận. Nguồn thu nhập chính không có dấu hiệu cải thiện, chính tài và thử tài đều không tốt nên không thích hợp tiến hành các hoạt động đầu tư lớn. Làm gì cũng cần tiến hành theo từng giai đoạn, căn cứ vào kế hoạch cụ thể mới không bị sai sót. Tháng bình thân, bạn trở nên trông chờ vào những trò chơi mai rủi đỏ đen kiểu tiền có bao nhiêu cũng sạch hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng lớn càng dễ gặp rủi ro. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của người tuổi Hợi. Nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Hợi gây ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần cũng như phương diện tình cảm của bản mệnh. Dù đã cố gắng tiết chế cảm xúc, nhưng đôi khi vì áp lực cuộc sống, bạn lại không làm chủ được mình, nói ra những lời nặng nhẹ khiến người khác bị tổn thương. Đó là nguyên nhân chính gây ra các cuộc mâu thuẫn cãi vã giữa đôi bên. Mối quan hệ giữa các cặp đôi gặp nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu. Cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều, vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi, đôi bên hãy tìm hiểu và trao đổi thẳng thắn để có được sự quan tâm đúng mực như đối phương hằng mong muốn. Có như vậy cả hai sẽ thoải mái và không ai mệt mỏi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý. Bạn không nên quá vội vã trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên là thứ không thể ép buộc hay cưỡng cầu. Thay vào đó, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân, yêu thương và chăm sóc tâm hồn chính mình. Khi đó, hạnh phúc sẽ tự tìm tới bạn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng bình thân, vì tinh thần của tuổi Hợi không thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng, bất an, dẫn tới thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ.
Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn. Khi cơ thể có những triệu chứng bất thường, bạn trở nên chủ quan mà bỏ qua, nên thăm khám kịp thời để chữa trị đúng thuốc, đúng bệnh, tình trạng khó chịu sẽ sớm chấm dứt, cũng không thể lại hậu quả về sau. Ngoài bản mệnh, bạn cũng nên quan tâm tới tình trạng sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Mệnh Mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hẳn, khẩu quyết. Khó khăn, thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 2. Tuổi Tân Hợi, mệnh Kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Có nguy cơ dễ mất tiền, đôi khi vì kinh doanh đầu tư thua lỗ. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. 3. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, mệnh Thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Mối quan hệ giữa các cặp đôi gặp nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. 4. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, mệnh Hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hẳn, khẩu quyết. Thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ, ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. 5. Tuổi Đinh Hợi, sinh năm 2007, mệnh Thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Thường xuyên phải chạy đôn chạy đảo để lo hết chuyện này đến chuyện khác. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng.